Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, tòa nhà chọc trời tại Hồng Kông đã bị cháy. Một giới chức cứu hỏa cho biết vào thứ Sáu các cuộc điều tra được tiến hành một ngày sau khi hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông, khiến 170 người di tản. Viên chức địa phương cho biết ngọn lửa bùng phát vào ngày thứ Sáu tại công trường thi công tòa nhà cao tầng tại trung tâm của quận Sim Sha Tui, khu vực buôn bán sầm uất và là điểm đến thu hút khách du lịch bên bờ biển của Hồng Kông. Kion Simin, phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hồng Kông chia sẻ, 250 lính cứu hỏa và nhân viên cứu nạn đã chiến đấu với ngọn lửa suốt cả đêm trước khi dập tắt vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này vẫn đang được điều tra. Theo nhân chứng, một số tầng trên của tòa nhà chìm trong biển lửa, mảnh vỡ bốc cháy rơi vãi xuống bao gồm dàn giáo bằng tre, tạo ra những đám cháy nhỏ ở những công trình lân cận xung quanh. Theo trang web của tập đoàn Empire, tòa nhà là dự án 42 tầng của tập đoàn xây dựng câu lạc bộ Mariners của thành phố và một khách sạn. Tập đoàn Empire chưa trả lời bình luận ngay lập tức của Reuters. Tòa án Belarus đã kết án người đoạt giải Nobel Hòa bình Elias Bialyatsky 10 năm tù. Một tòa án ở Belarus hôm thứ Sáu đã kết án người đoạt giải Nobel Hòa bình và nhà hoạt động nhân quyền Elias Bialyatsky 10 năm tù vì tài trợ cho các cuộc biểu tình và các tội danh khác trong một vụ án mà các nhóm nhân quyền cho là có động cơ chính trị. Lãnh đạo phe đối lập người Belarus lưu vong tại Svyalata Tikhanovskaya cho biết là Bialyatsky và các nhà hoạt động khác đã bị kết án trong cùng một phiên tòa đã bị kết án bất công, gọi bản án là kinh khủng. Các công tố viên đã yêu cầu tòa án Minsk kết án 12 năm tù đối với ông Bialyatsky, người đã bác bỏ các cáo buộc. Ông ta và ba đồng phạm bị buộc tội tài trợ cho các cuộc biểu tình và buôn lậu tiền. Thông tấn xã nhà nước là Belta của Belarus đã xác nhận các bản án, trong đó có một thập kỷ tù giam dành cho ông Bialyatsky ở tuổi 60. Bialyatsky là người đồng sáng lập nhóm nhân quyền Viasna và là một trong những người nổi bật nhất trong số hàng trăm người Belarus đã bị bỏ tù trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng, nổ ra vào mùa hè năm 2020 và kéo dài đến năm 2021. Nhóm Viasna đóng vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ pháp lý và tài trợ cho tài chính cho những người bị bỏ tù. Các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Alexander Lukashenko được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Malala tranh giải Oscar với bộ phim tài liệu ngắn. Malala Yousafzai, người đoạt giải Nobel Hòa bình, tham dự lễ trao giải Oscar. Nhà hoạt động này là nhà sản xuất điều hành bộ phim tài liệu ngắn mang tên Stranger at the Gate, được phân phối bởi tạp chí New Yorker. Bộ phim kể chuyện của Mark, người có quan điểm về cộng đồng Hồi giáo bị thay đổi hoàn toàn khi thành viên cộng đồng PB Bahami, giới thiệu anh với nền văn hóa một cách tử tế. Điều quan trọng là chúng ta nói về những mối quan hệ, về tầm quan trọng của những giá trị của chúng ta, bao gồm lòng trắc ẩn, lòng từ bi đối với những người khác. Malala đã chia sẻ như vậy tại tiệc trưa Oscar vào ngày 13 tháng 2. Yousafzai rất muốn chỉ ra rằng nỗi sợ hãi và phân biệt đối xử không chỉ giới hạn trong cộng đồng được miêu tả trong phim, mà cô nói những người thiểu số, những cộng đồng dễ bị tổn thương đang đối mặt hàng ngày dựa trên danh tính của họ, cho dù đó là màu da, giới tính hay tôn giáo. Điều này quan trọng tới mức chúng ta phải cần truyền bá một thông điệp của bộ phim tài liệu này. Và cô nói, cô hy vọng mọi người sẽ bắt đầu thảo luận về vai trò của nhận thức truyền thông, cũng như thể chế, và hy vọng mọi người sẽ thấy được sự thay đổi. Bộ phim đã nói với Malala khi khiến cô nhớ tới cha của mình là Zaudin Yousafzai, cũng là một nhà hoạt động giáo dục. Một bé 16 tháng chấn thương não tử vong nghi bị cô giáo đánh. Vừa qua, sự việc một cháu bé 16 tháng tuổi tại xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội tử vong sau khi đi học ở cơ sở giáo dục không được cấp phép khiến cho dư luận xôn xao. Thông tin ban đầu về sự việc, cháu bé được gửi đến lớp mầm non tự phát, sau đó thì rơi vào tình trạng không bình thường, nghi bị cô giáo đánh đập. Khi tới bệnh viện thì cháu bé được dự đoán chấn thương sọ não và tử vong chiều 2 tháng 3. Sáng ngày 3 tháng 3, trao đổi với Vietnamnet về sự việc, ông Nguyễn Như Ý, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra từ ngày 27 tháng 2, Chủ nhật, tại một cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động. Cơ sở mầm non này chưa cấp phép tại xã Vạn Điểm, chủ cơ sở là hai cô giáo, người huyện Phú Xuyên. Cơ sở này là tự phát, không có biểu hiệu và từng bị xã Vạn Điểm hai lần lập biên bản về việc hoạt động chui, nhưng không hiểu sao vẫn chưa chấm dứt hoạt động. Nạn nhân của sự việc là cháu bé 16 tháng tuổi. Ngày 27 tháng 2, sau khi đi đến lớp học này thì con có tình trạng không bình thường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bệnh viện trả về ngày 1 tháng 3 vừa qua. Đến chiều 2 tháng 3 thì cháu bé tử vong tại nhà.
Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể nào về sự việc, nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé đã bị chấn thương sọ não. Hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra. Ông Ý cho hay, cũng như theo ông Ý thì cơ sở tự phát này có 6 đến 7 trẻ, thành lập dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Hà Nội, Cần Thơ bắt giám đốc và đăng kiểm viên những trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Ông Châu Ngọc Ý, giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe tại Cần Thơ đã bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ. Cùng lúc, Công an Hà Nội đã tạm giữ ba lãnh đạo và 6 nhân viên trung tâm đăng kiểm Sóc Sơn. Bị bắt với ông Ý còn có ông Nguyễn Sĩ Hùng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sửa chữa xe hơi Phú Hưng, Bến Tre. Truyền thông loan tin vào ngày 2 tháng 3 cho biết phòng cảnh sát điều tra tham nhũng kinh tế buôn lậu phát giác ra một dấu hiệu sai phạm liên quan tới việc kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc công ty kỹ thuật Cát Tường An Khánh, điều do ông Ý làm giám đốc nên đã báo lên giám đốc của cảnh sát thành phố Cần Thơ điều tra. Ngày 17 tháng 2, giới chức Cần Thơ ra quyết định xét khẩn cấp trung tâm này và thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới những sai phạm trong việc đăng kiểm xe cơ giới. Trong quá trình điều tra, ông Châu Ngọc Ý thừa nhận cấu kết với ông Hùng để nhận tiền của các chủ phương tiện, lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại, ký sai lầm những biên bản nghiệm thu, mua giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục để hợp thức hóa hồ sơ cho những phương tiện không đủ điều kiện. Cụ thể, ông Ý đã nhận số tiền 10 tới 12 triệu đồng một hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa cho những phương tiện này. Tổng cộng ông đã lấy trên 2 tỷ đồng. Hàng triệu người Mỹ hưởng food stamp sẽ gặp khó khăn. Chương trình gia tăng mức hỗ trợ thực phẩm từng giúp đỡ hơn 30 triệu người vượt qua cơn đại dịch COVID-19 vừa kết thúc hôm thứ Tư ngày 1 tháng 3, khiến cho nhiều bên lo ngại đây sẽ là một đòn giáng vào những gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ lạm phát tăng cao hiện nay. Theo như UPI, chương trình Supplemental Nutrient Assistance Program, SNAP, trước đây còn được gọi là phiếu thực phẩm Food Stamp, bao gồm các khoản phân phối dựa theo những điều khoản được ban hành vào tháng 3 ngày 2, năm 2020, ngay khi COVID-19 bước vào giai đoạn đại dịch. Khi SNAP kết thúc, Trung tâm ưu tiên chính sách và ngân sách Mỹ ước tính trung bình mỗi cá nhân mất đi khoảng 90 đô la một tháng tiền hỗ trợ, một số trường hợp lên đến 250 đồng một tháng. Bà Ellen Vollinger là giám đốc của SNAP, của nhóm vận động Trung tâm Hành động và Nghiên cứu Thực phẩm, cho rằng việc cắt giảm SNAP sẽ tạo nên khó khăn rõ ràng cho người thu nhập thấp. Người về hưu sống dựa vào an ninh xã hội cũng đối mặt với nguy cơ vì dữ liệu ước tính rằng có ít nhất là 8.7 triệu gia đình nhận trợ cấp SNAP, có tối thiểu một người từ 50 tuổi trở lên. Bà Nicole Heckman, phó chủ tịch quỹ AARP, cho biết là việc cắt trợ cấp kết hợp với giá thực phẩm tăng cao sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức mà hàng triệu người đang phải đối mặt trong vấn đề an ninh lương thực. Kế đến đây là phần dự báo thời tiết cho thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, tại khu vực Lido, Sài Gòn, ngày thứ Bảy hôm nay trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay lên khoảng chừng 60 độ F. Gió hướng Nam ở tốc độ 5 tới 10 dặm một giờ, độ ẩm 70%. Chiều tối thứ Bảy có mây, nhiệt độ xuống thấp 46 độ, gió nhẹ, độ ẩm 79%. Bình minh vào lúc 6 giờ 16 phút sáng và hoàng hôn lúc 5 giờ 51 phút chiều hôm nay. Tại San Jose, California, vào ngày thứ Bảy có mưa sớm, nắng và mây đan xen vào buổi chiều. Nhiệt độ ban ngày cao nhất là 54 độ F, gió hướng Tây Nam tốc độ 10 tới 20 dặm một giờ, với lượng mưa có thể là 80%. Buổi tối thứ Bảy hôm nay, lượng mưa gần 1/4 inch, nhiệt độ xuống thấp 42 độ F, gió Nam Tây Nam tốc độ 10 tới 15 dặm một giờ. Qua tới thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, nhiệt độ của ngày thứ Bảy thỉnh thoảng có vài đám mây, gió giật giảm dần vào buổi chiều. Nhiệt độ ban ngày cao 53 độ F, gió hướng Tây, Tây Nam tốc độ 20-30 dặm một giờ, gió đôi khi giật trên 40 dặm một giờ. Tối hôm nay thứ Bảy ít mây, nhiệt độ xuống thấp 36 độ F, gió Bắc, Tây Bắc ở tốc độ 10-15 dặm một giờ. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là công ty B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrak, Progressive, Safeco, Traveler, Safeco, USLI và rất nhiều những công ty nổi tiếng khác và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland.
Building Sun có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Nếu quý vị muốn có những giá bảo hiểm thật tốt và thật là am hiểu, có những cover thật là tốt cho những đảm bảo cho những chiếc xe, những chiếc nhà, những cơ sở thương mại và Quốc Com bảo hiểm của mình hay bảo hiểm sức khỏe, thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho B&T Insurance. Chúng tôi sẽ tư vấn rất tận tình và đảm bảo sẽ cho quý vị được những gói bảo hiểm tốt nhất cùng với những lời khuyên hữu ích. Đồng thời, chúng tôi cũng đang có 35% bonus cho những chương trình quỹ về hưu như IRA, Annuity Retirement Account, 401k Rollover. Những quý vị nào muốn có 35% bonus, bỏ 100.000 sẽ được 135.000 trong tài khoản, 10.000 thì sẽ là 13.500 trong tài khoản và hoàn toàn được guarantee không mất tiền. Xin quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón xem quý báu của tất cả quý khán thính giả. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.